Xin chào các bạn. Chào các bạn, như các bạn cũng thấy thì vừa xong là mình có chiếc điện thoại là Samsung Galaxy S8 Plus. Chúng ta đã có thêm một sự lựa chọn nữa, đó là phiên bản màu hồng đến từ hàng sách tay Hàn Quốc. Và hiện tại thì sản phẩm này đang được bán ở XT Mobile. Các bạn quan tâm thì có thể tham khảo trên website nhé. Mà đặc biệt, XT Mobile đang có một chương trình nhân dịp khai trương một cơ sở mới ở trong Sài Gòn, ở địa chỉ là 650 Lê Hồng Phong. Thì các bạn nếu là thành viên của Verve Studio sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn để mua được một chiếc điện thoại iPhone 6 với giá là 650.000. Và còn rất nhiều phần quà hấp dẫn khác nữa, thông tin chi tiết thì các bạn hãy tham khảo. Và còn rất nhiều phần quà hấp dẫn nữa, các bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đường link ở phía dưới nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem phiên bản màu hồng này trên tay mình có gì đặc biệt. Các bạn ạ, điểm đặc biệt của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus phiên bản màu rose pink đó chính là về màu sắc của nó. Phải nói là nếu như là với hàng chính hãng thì các bạn sẽ không thể mua được có màu sắc hồng như thế này, mà sẽ chỉ có mấy màu cơ bản như là màu đen, màu xanh và màu vàng thôi. Và với phiên bản sách tay Hàn ở XT Mobile thì chúng ta sẽ có thêm phiên bản màu hồng, là một sự lựa chọn tốt dành cho phái nữ và như mình rất là thích. Các bạn có thể nhìn thấy là màu sắc của chiếc điện thoại này nếu như mà đặt bên cạnh hai sản phẩm mình đang có ở đây nhá. Chúng ta có một màu đen và một màu coral blue. Hai màu này thì sẽ thiên về những người nào mà thích màu đen là rất là an toàn rồi nhá. Màu coral blue thì là những người mà thích sự sang trọng, đẹp đẽ mà vẫn nhã nhặn. Nhưng mà về màu hồng ấy thì đặc biệt, đây sẽ là một sự lựa chọn tốt nếu như mà bạn định đi cua gái thì nên tặng màu này. Cái này khi mà đi sơn móng tay thường các chị em rất là hay thích chọn. Mình gọi nó là màu vỏ đỗ, trông rất là đẹp. Các bạn hãy nhìn xem, mình có thêm một ứng cử viên nữa là iPhone SE với phiên bản màu vàng hồng. Thì khi mà đặt cạnh hai sản phẩm này với nhau, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt của Samsung Galaxy S8 Plus màu hồng ở đây. Nếu như bạn nào mà thích sự nổi bật của màu hồng, nhiều ánh hồng hơn và rực rỡ hơn, thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm của Apple là iPhone SE phiên bản Rose Gold. Còn nếu như mà thích một cái vẻ đẹp vừa nữ tính nhưng mà cũng dễ phối đồ và nó đẹp một cách tao nhã, thì mình nghĩ rằng màu Rose Pink này của S8 Plus tuyệt. Thứ hai, mình sẽ nói qua một chút về phiên bản hàng sách tay Hàn thì nó khác gì nhá. Sách tay Hàn thực chất thì chúng ta sẽ vẫn có một cái thiết kế giống y so với những sản phẩm chính hãng. Sách tay Hàn thì chúng ta vẫn giữ được những cái thiết kế đẹp, cao cấp của những phiên bản khác như là hàng chính hãng hoặc là các thị trường khác từ Mỹ v.v. Chỉ có một điều đáng tiếc là nó sẽ chỉ có một SIM và một thẻ nhớ chứ không thể có hai SIM được. Ngoài ra thì nó sẽ còn tồn tại một vài những cái nhược điểm. Đó chính là nó vẫn còn tồn tại ứng dụng của nhà mạng, mà không phải ứng dụng nào của nhà mạng các bạn cũng có thể gỡ bỏ hết được. Còn về cấu hình thì sẽ không phải nói nhiều, tại vì các bạn sẽ vẫn biết là sản phẩm Samsung Galaxy S8 Plus của chúng ta có những cấu hình cực kỳ chất và tính năng cao cấp, đó chính là bảo mật vân tay một chạm cực nhạy này và bảo mật mống mắt này v.v. Chúng ta còn có một vẻ đẹp thiết kế từ màn hình cong tràn hai bên. Với phiên bản sách tay Hàn thì chúng ta sẽ sử dụng con chip là Exynos 8895 và dung lượng bộ nhớ trong của thiết bị mình đang cầm đây là phiên bản 64GB, nó có dung lượng RAM là 4GB. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một thời lượng sử dụng lâu dài với viên pin dung lượng là 3500mAh và có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Nhưng mà kết lại thì điểm nhấn của sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ là phiên bản màu sắc của em điện thoại này. Các bạn hãy trải nghiệm nó đi. Màu sắc cực kỳ đẹp, vừa nữ tính mà vẫn rất là đẳng cấp và trang nhã. Nếu như các bạn có ý định cua gái thì hãy mua sản phẩm này tặng nàng luôn nhé, vì nàng sẽ đổ ngay. Nhớ là XT Mobile đang có chương trình khuyến mãi nhân dịp khai trương với cơ hội bốc thăm trúng thưởng vào lúc 11:30 ngày 27 tháng 8. Các bạn sẽ cơ hội nhận phần thưởng, có thể là có cơ hội mua được iPhone 6 với giá là 650.000 và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Và link thì mình để ở phía dưới. Hãy like, share và subscribe vào Verve Studio. Nhớ là cái chương trình khuyến mãi là dành cho những thành viên ở Verve Studio nhé. Bye bye.